tiếp tục live tối của ngày 17 nha anh em. Tối hôm nay đầu live ta lên cái con áo này nè. Áo con bắp như em đang bận nha. Nhưng mà con này là Multicam. Multicam chất vải caro. Con này của thằng này không phải của Mỹ đâu. Của China. Của China nha em. Nhưng mà hàng có thương hiệu đàng hoàng nha. Ở đây là nó bị bay mất cái dây keo cổ. Áo thì bao mới luôn. Dây kéo này anh em bẩn như thế này thì à, mình kéo dây kéo xuống là nó mất dây kéo thì nó như thế này thôi anh em. Con gái thì bẩn nó hở thì đang được, đang còn không được. Chứ còn mấy anh mà bẩn như thế này thì bình thường phải không ạ? Bình thường thôi, đâu có sao đâu. À, mình bỏ dây kéo thì nó kín cổ hơn, còn bỏ cái đầu vào thì hết 10.000. Áo thì bao mới và đẹp, bao rất là mới nha. Nó tương đương với size L. Em đo về ngang nha. Hai bên là bằng vải, giữa là thun y hệt cái áo em đang bận á. Về ngang là 60. Chiều dài của áo là 73. Này là bằng vải này, giữa này là bằng thun, mới lắm. Rồi, ai thích con này chốt giùm em. 500.000 mã 30. Em chưa báo số ký nha. Tương đương size L, tức là anh em 65-70 là bệnh thoải mái. Thoải mái như con gà mái như thế này này. Còn 8-90 thì body. Nhưng mà em nghĩ là 80 là được rồi. Đừng lên 90 nữa nha. Chốt giùm em 500.000 mã 30. 500.000 mã 30. Tiếp một con M65 màu đen này. Đen thùng. M65 con này thân nhựa, cổ nhựa. Vai của nó là 57. Dài áo là 85. 85 là long ha, cao trên 1m74 nha. Thân nhựa, cổ nhựa. Đen thùi lùi luôn. Con này của hãng Popper. Popper này là made in China. Là của China nha. Con này chuẩn của China nhưng mà hãng Popper may này. À, ở trong này nó kêu là size gì ta? Size lap roller, tức là 80-90 kg nhưng mà cao 1m7. Nhưng mà dài như thế này mà cao 1m7 chịu gì nổi, phải cao 1m74. Dây trên còn, dây dưới còn. Đen thui lùi, con này không có vê tay. Nó ổng theo của Mỹ là năm 2000 trở về đây thì nó không có vê tay vậy thôi. Rồi, ok, đều và đẹp nha. Con này mới, về giặt giùm em cái. Bởi vì nó bụi. 80-90 kg và cao 1m74 trở lên. Họ nói là 1m7 nhưng em nói 1m74 trở lên. Rồi, mới nha. Chốt cho em con này giá 800.000 mã 44. Made in China nha. Tiếp một cái quần rần ri vài caro này có đai đốn. À, con này là M65 nước nào không biết. M65 á, con nắp này á. Nắp này để em bóp cái coi thì nó có đầy được không ạ? À? Rồi, ok ạ. À. Chốt này xài bằng cúc và ở đây có đầy đôn. Cái bụng của nó là 100 á bà con ơi. Nhưng mà cái ống quần nó ôm nha. Trên to và dưới nó ôm nhỏ này. Ống quần này nằm chỉ 20 thôi. Dài quần là 100. Dài quần 100. Chất vải caro á. À. Anh em nhìn cái form quần này. Bán đồ linh Mỹ cho mình nhìn cái form này nhìn nó đều đều quá à. Nhưng mà bẩn body á, line ôm này ở đây nó bị dính một chấm dơ màu đỏ đỏ á. Rồi, con này là 93% thôi, 400.000 mã 43. Thế một con rần ri vải caro, áo của linh Mỹ nha. Vai của nó là 49. Dài áo là 74-49-74, hàng cấp phát đàng hoàng này. Hai cái tem ở ngay cái cổ này anh em ha. Với chung con này tem full. Tem full 93-95%. Áo đều và đẹp, chất vải mềm lắm ha. Nhưng mà không phải 100 cotton đâu. Con này vải mềm như 100 cotton nhưng mà nó không phải 100 cotton đâu. Rồi 60-70 kg. Tem này, hai tem cổ, ba tem, 4, 5, 6 cái tem, 300.000 tiền tem và con áo này là giá 400.000 mã 42. 400.000 mã 42.
Thế mà bộ multicam chất vải caro đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn. Đẹp quá. Con này là size medium roller. Medium roller vai 47. Dài áo là 75. Roller mà 75 thì mới bằng sọc của thằng Rory phải không ạ? Thằng multicam nó hơi lệch lệch chút nha. 60-70 kg. Trùng màu tuyệt đối và độ mới cao. 93-96% ạ. Bụng nó 90 và 80. Dài quần 112. 112 quần này quá đẹp và xuất sắc luôn. Quá đẹp và xuất sắc. Quần mới hơn. Quần mới hơn luôn. Quần là 96-98. 800.000 mã 32. Quá đẹp cho một cuộc tình. Đẹp lắm. Đẹp, đẹp lắm thôi. Tiếp một con N2B này, Philips N2B. N2B. Philips N2B nha. Con này dài áo là 58. Dài áo 58. Có cái mũ này là mũ liền, nhưng mà em thích thì làm mũ, còn không thích thì thành cái ve cổ bẻ ra này. Không thích thì anh em làm cái ve cổ nè, bẻ ra thành cái ve cổ. À, ok. Cái chiều dài anh em để ý nha, chiều dài của nó thì nó không có dài đâu. Mình coi tem này. N2B size medium. Con này chuẩn hàng cấp phát nha. Jacket và bao âm đồ cho anh em con này luôn. Rất là ấm. Rất là ấm mà. Chất liệu của nó bóng lưỡng không. Con này thì bẩn muôn đời nhưng mà bo lủng hết rồi này. Anh em thay bo hết 150 á. Ở trong này vẫn còn một cái ngòi bút nha. Bo rách này. Đây nó bị dơ. Nó bị dơ này. Sau này đều và đẹp. Ở đây thì nó bị dơ nguyên khúc này nữa nha anh em. Ở đây nó cũng bị dơ nữa này. Dơ một chút đất. Em đo lại cái chiều dài anh em để ý nha. Em đo mà đo đi đo lại là mình phải nhắn nhớt. Cái chiều dài đó. Dài áo chỉ có 58. Và em cao 1m58. Em bẩn lên anh em đỏ qua em và đỏ qua anh em này. Thứ nhất là anh em phải nhớ chiều dài. Và thứ hai nữa, con Trâm nó cao 1m58, nó bẩn chừng đó. Thì tôi cao bao nhiêu tôi sẽ ngắn chừng đó. Là anh em biết nha. Em đóng thùng lên tít thế này này. Và con áo nằm này đúng cái áo và nằm này phải không. Đấy. Cho nên khi mình bẩn như vậy á, là nó trùng lắm rồi đó. Em cao 1m58 thì anh em 1m65 là vô tư á. 1m65 trở lại là vô tư. Rồi con này là 70-80 kg. Chốt cho em 700.000 mã 39. Có 700.000 một con N2B. Con này anh em nghĩ là có chần chừ không? Chần chừ là mất phần. Chần chừ là mất luôn á. Tiếp một con M65. Ở sau lâm sa mạc nha, thân nhựa cổ nhựa. Con này là tem phun. Size con này to lắm á. Size lắc roller 80-90 kg. Và cao 1m7-1m74. Vai là 56. Dài áo là 82. 82 là đúng là roller. Cao 1m7 trở lên này. Đó. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Có cả về tay nhưng mà chỗ này mà đẹp mới lạ này. Chỗ này bị dơ. Áo thì mới lắm nha. Mới lắm thôi. Bên này cũng ok luôn. Đẹp tuyệt vời. 80-90 kg. Cao 1m7-1m74 giùm em. Dơ không có đáng kể đâu. Ai to bằng chừng này và cao chừng này chốt nhanh con này giùm em ấy. Em bán con này 800.000 mã 38. Có M số lông
nó còn rẻ bằng một con rần ri luôn nha. Sa mạc, nói về sa mạc thì anh em biết rồi đó, không có rẻ đâu. Rồi con này là con Paka hay còn gọi là Canada, áo khoác M65, M51 Canada. Con này có cầm mũ đi kèm này. Mũ này bình thường em gỡ ra em mà bán là 400 ngàn một cái mũ ạ. Nhưng mà con này là mũ liền, anh em thích thì mở ra, không thích thì để đấy. Và con này có cả lót đi kèm luôn à, Canada hàng xưa tem trắng đàng hoàng nha. Chất vải búp lên màu ô liu, búp lên. Rồi vai của nó là 55, vai 55 dài 95. 95 anh em bận thì như áo Badassi hay còn gọi là áo măng tô, dài là phải cao nha. Ai có chủ cao cao thì mấy con này là không là cái gì hết. À, giá có 700.000 này, anh em nghĩ sao? Cái mũ này em bán 400.000, còn cái ruột này 300.000 là 700.000 rồi nhá. Cái ruột này đây, còn cái ruột nữa nè, 700.000 rồi, còn cái vỏ này làm gì? Bán tặng 700.000. Rồi màu xanh ô liu nó đẹp tuyệt vời như thế này. Nhưng mà cái cổ này, cái cổ tay nó cũng hơi tương tương chút rồi nha. Vắt sổ giùm em cái là ok nhá. Đó, hai cái cổ này là mới là bỉ thôi. Nhưng mà hai cổ này em về kêu thợ may ấy, vắt sổ cho một lượt là ok. Có gì đâu, đúng không? Quá đẹp chứ. Đây nữa này, đây mới là cái lỗi này. Ở đây là nó có mạng vào đây một miếng vải. Và anh em cứ để nguyên hiện trường cho em, trần cho em thay đường chỉ màu đen này này. Mình thay đường chỉ màu trùng màu này là ok luôn, number one. Không có bận tâm gì nữa hết. Không bận tâm gì nữa hết. Chỉ có như vậy thôi. Ai có chiều cao thiệt cao đừng có ngại khi gặp con này á. Anh ai thấp mới ngại thôi. Phải bung lên rất là đẹp. Con này là bình thường là 1.800.000, 1.500.000 chứ không có giá này đâu nha. Cái lót ở trong thì đấy, cái lót nó giống con 18 cực kỳ. Con này là 8 đến 90 kg, bán phụ kiện tặng con áo, chốt nhanh giùm em 700.000 mà 37. Cái lỗi em đã báo nha, cái lỗi không có đáng. Mình sửa một cái đường gọi là chặt lên thì nó thành đẹp thôi. Tiếp tục em có một đôi giày duy nhất. Nói chung là đôi này cũng khá là mới, khá là mới, của Thủy Quân Lục Chiến này. Cái logo của Thủy Quân Lục Chiến mới, à, của nước Mỹ nha. Còn có mã vạch tem mát đầy đủ, mã xuất kho, còn rất là mới luôn. Đôi này là chân 40-41, bao mộc chân, gọi là giày chân 40-41. Đẹp không tí vết. Đôi này có nghĩa là như kiểu là hàng chưa sử dụng, chưa có sử dụng. Chuẩn hàng cấp phát nha. Giống như chưa sử dụng, nhưng mà đúng là chưa sử dụng mà. Chốt giùm em 1.700.000 mã 36, 1.700.000 mã 36. Chỉ có một đôi duy nhất thôi nhưng nhé, không có đôi thứ hai đâu. Tiếp một bộ bay này, bộ bay multicam, bộ bay này thì hôm rồi em có nói với anh em bẩn rất là mát, nó nhẹ mát, chất vải kháng lửa, không phải chống cháy mà kháng lửa. Vai 48, dài 74, dây kéo là đồng đen hết nha, đồng đen hết. Mới và đẹp, hàng cấp phát của Linh Nguyễn. Nó vừa đi kéo vừa là sử dụng bằng miếng dán. Nói là đọc. Nó không sâu bình bẩn nữa chứ. Nó rất là mát và nhẹ nhàng nghe. Ai mà vừa cũng nóng nên bẩn cái con này. Nó mát nhẹ tưng. Và bên hông này thì đây là cái dây đai đôn. Anh em thích đôn to nhỏ, eo to, eo nhỏ là đôn nha. 670 kg. Đấy là đôn này nha. À, chưa đôn nha. 60-70 kg. Và cái quần nó cũng là dây kéo đồng đen luôn này.
độ mới bằng nhau luôn. 70kg vào cái quần này là bụng 90, căng hết cỡ là được 92. Quần thì anh em đôn về đi cho nó bằng đi theo với cái áo. Đôn về được 5 phân là thành 85, 80. Dài quần là 114. Em thử con này xả ra hết đát thử. Xả ra hết đát thử. Con này là 70 đến 80kg. Đúng rồi, medium đúng rồi. 70 đến 80kg là cùng một size, cùng số đo và cùng đồ mới, cùng chất vải của Dubai nhé. Bao đẹp lung linh. Bộ này là chắc lẽ là nó hơi bị hiếm một cái là nó Dubai mà hiếm nữa là không có một bộ. Dài quần 110 mới. Ai mà quất bộ này thì khỏi phải lăn tăn cái gì nữa hết. Bẩn như kiểu không bẩn đồ ấy nhờ. Nó nhẹ và nó mới chỉ 6% trở lên luôn. Chốt cho em bộ này 1.7 mã 35. Còn bộ duy nhất nha. Còn bộ em khui là 30 kíp á. Được có một bộ đó. Có nhiều mà bán đâu. Cái một con áo rần ri vài caro này. Hàng của lính Mỹ nha em. Vai của nó là 47. Dài áo 72. Tem phun luôn nha. Con này vết hình nút bắt đầu có, chưa có có lắm nhưng mà bắt đầu có. Rồi 93 đến 95%, 93 đến 95%, 60 đến 70kg. Chốt dùm em 300.000 mã 41. 300.000 mã 41 của con slot này hơi bé này. Con này nhỏ chiếc ép à. Con này màu xanh xám, vai 49-50 và dài áo chỉ có 57 à. Chỉ có 57 gì kêu nhôm. L hay B? L hay B? Cái thằng L hay B chả có con nào mà dài. Con nào cũng chút chút. Trên này nó bị dơ này. Ở đây nó dơ nha. Đây nó dơ hầy luôn. Nói chung là từ trên này xuống có dơ đất. Có dơ đất nha. Và bo cổ và bo dưới, bo trên, bo dưới đều bị dơ hết nha em. Ở đây nó bị dơ này. Ở đây nó bị dơ à. Nói chung là nó dơ nhiều chỗ quá nha. Dơ đất thôi. Dơ này. Sau này nó cũng bị dơ. Ở đây nó bị dơ một chút này. Dơ một chút. Đằng sau thì đẹp trai hơn ở đằng trước. Đây anh em nhìn thấy cái dơ không? Dơ này. Dơ cổ tay này. Dơ lên tới đây. Ở đây có một cái gì bị dính mực à. Một vết mực. Vết đen đen này. Trước sau này cũng bị luôn. Dơ này. Nói chung con này dơ rất là nhiều nhá. Phần dơ đất là nhiều hết, phần trăm là dơ đất luôn này. Đầu cài cái bướm. Cổ là dơ nha em, ta coi cái tem phát coi. Ngay cái túi này nó cũng dơ đất không là đất. Khiếp khủng là khủng khiếp. Rồi con này L hay B này. À, L hay B này. Size medium 570. Tức là con này chuẩn hàng cấp phát 570. Chiều dài nhớ dùm em có 57 nha. 57 thì em cao 1m58 thì con này nghe vừa em luôn đấy. 57, 58 từ 60 là hết đắt. Cao 1m60 là hết đắt nha. Rồi size medium là 60-70kg. Form thì tự nó tạo form như mình luôn ha. Chốt dùm em con này giá 1.500.000 mã 34. Ai có chiều cao thấp mới được nha. 1m60 trở lại mới được. Còn trên 1m60 là đừng. Tiếp một con M65 thân thân nhựa, cổ nhựa. Con lót đi kèm luôn. Thân nhựa, cổ nhựa. Con này thì cái tem size small sock. Small là 60-70kg và cao 1m6-1m7. Cái đời ở đây hơi nít nít, nó có đời đây này nhưng mà nó hơi nít nít chữ mình đọc cũng không có rửa được.
Ở đây cái cổ hơi dơ nhá, cổ hơi dơ này. Anh em chịu khó chờ em chút, nghe điện thoại hay là sửa cái táo gọi cho mình. Dạ chờ em chút đi, chờ em chút em gọi lại nhé, em đang còn lại á, em đang còn bán hàng á, chờ em chút em gọi lại nha. Rồi em xin phép anh em ha. Cái chỗ này nó bị dơ này, áo thì còn rất là mới. Ở đây dây trên còn, dây dưới là mất tiêu ha. Dây trên còn, dây dưới thì mất tiêu. Ở trên này thì ở đây có dính sơn này. Đằng sau này thì đều và đẹp luôn. Đó, chỗ này có dính một chút sơn này. Con này mới lắm, rất là mới. Cái vết gỡ tem này anh em may dùm em một cái tem vào là ok. Hai cái tem hai bên nhá. Con này là vai 50-51 small, sáu dài 77 small short, 60-70 kg và cao 1m6-1m7. Có lót đi kèm nha em. Dây kéo nhựa nhưng mà đang rất là mới. May dùm em hai cái tem hai bên là ok, number one con này luôn. Chốt dùm em con này 2,5 triệu mã 32, 2,5 triệu mã 32. Thêm một con áo hải quân Mỹ này, áo ấm hải quân mùa đông đó, ở trong một lớp lông nỉ nha em. Con này là vai 53, dài áo 72, 5372. Ở đây nó bị dơ một chút này. Rồi trên này xuống đều và đẹp hết nha. Qua bên này thì cổ tay bị lũng này. Ở đây nó có vết gấp. Và đây nó bị một vết dơ. Rồi ra đằng sau này thì ok. Bên này thì đây, ở đây dính một chút dơ nữa này. Ở đây cũng có một chút dơ nữa nha. Dơ vàng vàng. Bo tay thì lủng hết rồi này. Qua bên cổ này nó bị dính dơ từ đây, qua đây và qua đây. Qua đây nữa dơ nha. Dơ này. Đầu cài của nó là đây anh em. Rồi, em đo vai lại với anh em nha. Đo lại vai lại là vai 53, dài áo là 74, báo cáo ở sau cái cổ này có dơ đây nữa nhá. Hồi nãy như không biết em có thấy hay không nữa. Rồi, con này là 75-85 kg. Ai mà 90 bụng thon gọn vẫn vừa luôn, em bán 1,4 triệu mã 32. 1,4 triệu mã 32. Tiếp một cái quần không quân chất vải caro. Cái bụng là 80, kéo căng hết cỡ là 84, ở dưới quần này 8 túi ạ. Của không quân Mỹ nha em. Dài quần là 98. Chất vải caro. Ở đây nó bị dơ một chút nữa này. Nó bị dơ một chút nữa này. Ở đây nó cũng bị dơ nha. Dơ hai chấm nhỏ đầu gối. Nó dơ chứ không phải là bị bạc hay là bị gì nha nhé. Dơ đất. Dơ nó quỳ đất thôi nhá. 300 ngàn. Chốt cho em 300 mã 31. Hết, em cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn gặp lại anh chị em qua sáng ngày mai, ngày 18 anh em. Thời gian nó nhanh quá. Bữa nay là gần hết tháng rồi. Sắp hết tháng rồi. Em cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại. Chào ạ.